Cách làm mặt nạ bơ trắng da chỉ sau 1 tuần sử dụng. Đắp mặt nạ bơ là xu hướng làm đẹp xuất hiện từ khá lâu. Đây là một loại quả giàu chất dinh dưỡng và lại mang tính an toàn cho da. Trong trái bơ có chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng như vitamin E, vitamin A, vitamin C, biotin và cả axit béo. Cũng chính vì thế mà mặt nạ bơ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ. Ngoài việc sử dụng mặt nạ bơ cho da, bạn còn có thể sử dụng chúng để chăm sóc cho mái tóc hay đôi môi. Mặt nạ bơ sẽ giúp kích thích mọc tóc, giảm bớt tình trạng tóc xoăn, trẻ ngọn và thậm chí là đôi môi nứt nẻ sẽ trở nên căng mịn. Giờ chúng ta hãy cùng đến với một trong các công thức làm đẹp bằng bơ. Nguyên liệu đầu tiên, 1/4 quả bơ. Các bạn bỏ vỏ và dằm bơ cho mịn. Sau khi bơ đã mịn, các bạn cho 1 thìa sữa chua không đường vào trộn đều hỗn hợp. Trước tiên, bạn sẽ cần phải rửa nhẹ mặt với nước ấm hoặc xông hơi để cho lỗ chân lông nở ra. Thoa đều hỗn hợp lên khuôn mặt và để trong vòng 15 phút. Rửa sạch lại mặt bằng nước ấm, sau đó là sử dụng nước lạnh để rửa. Lau khô và sử dụng thêm dưỡng chất giữ ẩm cho da để khóa ẩm. Công dụng của mặt nạ bơ: giữ ẩm cho da, giúp da luôn trở nên mịn màng, giảm sự tiết nhờn trên da và ngăn ngừa mụn, ngăn ngừa nếp nhăn, giảm thiểu tình trạng lão hóa sớm, giúp da không bị khô, bong chóc, gây thiếu sức sống. Vitamin A trong bơ có tác dụng tẩy tế bào chết. Ngoài công dụng của bơ thì sữa chua còn có tính kháng khuẩn, do đó sẽ hỗ trợ làm sạch da, giúp da trắng sáng hiệu quả. Đây còn được xem là sự kết hợp trị mụn hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, các bạn hãy để lại bên dưới phần bình luận để được phản hồi nhanh nhé. Chúc các bạn luôn tươi trẻ và xinh đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.